Các bác nhá, cho em hỏi loài chim này là chim gì đây? Cổ còn xanh nữa, bây cho màu này nhảy xuống này, mấy kêu sẹt sẹt như chòe luôn. Nào thằng em nhắc nhắc nào, nào nhắc lên, đó, móc kiểu kia kìa, cẩn thận thì rơi, hơi đọt cứ rơi đấy, thằng ngu thế nhỉ? Thằng móc ngu thế nhỉ? Đây, em nhấc cho anh em xem. Mấy con chim gì đây? Mà hót rít như chòe. Nào về em có sâu vào cám đi. Con này chắc chắn nó sâu rồi. Rít kiểu xe xe như chòe. Cổ xanh, người lại đuôi này. Màu cũng cực đẹp nhá. Em cứ nuôi, nếu mà ai ưng thì lại chuyển nhượng luôn. Cứ về vào cám nhá. Tắt máy quay làm gì? Cho lên hình cho mấy chất. Cứ phải sợ mới run nhỉ. Sao phải sợ? Sao phải run? Chim lạ, chim lạ. Đẹp nhỉ. Con này hot ác. Trẻ trẻ như trẻ. Cổ xanh nhỉ? Cổ xanh. Viền cổ xanh anh em nhá. Không biết con chim này là chim gì. Anh em nào biết thì cho em câu trả lời phát nha. Cho câu trả lời bên dưới. Lấy túi bổi đâu. Lấy túi bổi đâu. Cứ kéo kéo. Kéo ra trong khóa này. Con này chắc là đút tọt vào sang rồi. Cứ đút tọt vào. Tọt đầu cũng được, gì đâu. Kiểu gì vậy đâu. Không biết chim gì. Không biết hót nó có ra gì không. Nhét rồi đó. Biết đâu nó là chế đất Bắc. Cổ xanh. Để dám nhảy vào lòng chim cho màu nhá. Cho đầu ra với mẹ ra. Ok anh em nhá. Đó, đuôi này. Rồi, ok, để em cất vào trong cái túi này.